Tôi bảo vợ con tôi hay cả nhà tôi đừng đi xem bói, hoặc nếu mọi người có đi xem bói đừng bao giờ xem cái gì về tôi. Cuộc đời của tôi là tôi tạo ra, đừng để mấy ông thầy bói đấy vẽ cuộc đời của tôi. Và khi mà nói đến gì, ta vừa xem bói cho mày là tôi bảo không, đừng có nói. Bởi vì tôi tự vẽ ra đời tôi rồi. Bây giờ tự nhiên ông thầy bói ông lại vẽ thêm phát nữa vào đời mình, không được nha. Bởi vì khi mình sẽ nghe và mình sẽ ám ảnh với những câu đó. Có đúng không ạ nhà? Một là có đi xem bói thì đừng bao giờ xem về tôi. Cái số 2 là nói chuyện xem bói cũng đừng nói chuyện trước mặt tôi, bởi vì tôi không có quan tâm. Rồi đến khi đó bảo em vừa nói chuyện anh có nghe không đấy? Bảo không, những chủ đề này anh không có nghe, bởi vì nó không phải thứ anh quan tâm. Và tự nhiên lúc đấy là hai người lại cãi nhau. Bởi vì vợ mình nói mà mình không có nghe thì cãi nhau là cái chắc rồi. Đúng không cả nhà? Đã đi xem bói thì ra chỗ khác mà tâm sự. Nếu bạn không vay, bạn sẽ phải tích lũy. Và bạn sẽ phải trả giá bằng thời gian của bạn. Tích lũy tiền 5 năm, 10 năm mới ra được số vốn đó. Và kinh doanh thắng thì đấy là điều tuyệt vời. Những kinh doanh nữa không thắng thì ngoài cái việc chúng ta mất tiền, chúng ta còn mất cả quãng thời gian trước đó. Còn ngày hôm nay mình sẵn sàng mình vay thẳng luôn. Mình thắng, đấy là điều tuyệt vời. Mình không thắng, mình mất tiền. Nó vẫn như quãng thời gian 10 năm sau. Những cái thứ mình được ở đây nó là gì? 10 năm. Mình tiết kiệm được cực kỳ nhiều thời gian và mình có thể làm lại. Chứ đợi đến 10 năm sau ngã một phát. Bây giờ 30 tuổi, 10 năm sau 40. Bây giờ 40 tuổi, 10 năm sau là 50. Ngã rồi đứng lên nó dễ không cả nhà? Quá khó. Không có giờ đẹp, không có ngày xấu, không có năm hạn, chẳng có một cái gì hết cả. Chỉ có mình làm hay không làm mà thôi. Đúng không? Và trong quá trình làm đó, bạn có đủ cái sức mạnh để bạn tin tưởng rằng bạn sẽ thành công và bạn vượt qua hết tất cả mọi thứ hay không? Nếu năm nay là năm rất đẹp, nhưng bạn làm một cái, bạn mở cái cơ sở ra, hoặc là bạn nhập hàng, bạn kinh doanh đi, bạn làm bất cứ thứ gì đó đi, một tháng, hai tháng không ai mua hàng của bạn, bạn bắt đầu bạn nhụt chí, bạn không làm gì nữa cả, thì năm đó là năm rất đẹp. Bạn có kiếm được tiền không? Có không ở nhà? Không bao giờ. Thế đừng có khái niệm gì năm tháng gì ở đây cả. Cũng đừng khái niệm là xem ngày xem giờ. Thích ngày nào là chơi luôn ngày đó. Không rủi ro thì làm gì mà có phát triển? Có đúng không cả nhà? Chúng ta thường sống ở cái thời điểm hiện tại của mình ấy, cái hiện tại của mình chính là vì những cái rủi ro chúng ta đã gặp. Nếu bạn gặp rất nhiều rủi ro rồi, rất nhiều thử thách rồi, thì giờ này bạn rất lớn rồi. Nhưng nếu bạn chưa lớn thì đơn giản thôi là bạn đang sống trong vùng an toàn của bạn. Bạn không có rủi ro. Mà không rủi ro thì không có động lực để làm việc. Điều này đúng không cả nhà? Không có động lực gì cả thì mình làm sao mà mình phát triển được? Một vài người sinh ra đã giàu rồi thì chúng ta không nói, và tôi cũng không phải trong nhóm đó. Cho nên tôi không biết cái cảm giác sinh ra đã giàu là như nào. Sinh ra đã nghèo thì tôi tin chắc là chúng ta giống nhau. Chúng ta sinh ra không được lựa chọn, nhưng chết đi thì có được lựa chọn không cả nhà? Bạn có thể lựa chọn khi mình ra đi mình vẫn nghèo, hoặc khi mình ra đi mình giàu. Chúng ta có quá trình 70 năm, 80 năm, 100 năm để sống. Và quá trình đó là quá trình để chúng ta, nó gọi là cái gì cả nhà? Vươn lên. Từ nghèo thành giàu. Cái người hay khoe là thằng có điều kiện để khoe. Đúng không ạ? Lại bị chửi. Những thằng có những thứ tốt nhất trên cuộc đời thì lại bị chửi. Còn những thằng không có thì lại hay chửi. Thế cho nên là đừng chửi, mà mình phải tập trung vào khoe đi. Bởi vì khi bạn khoe được, tức là bạn đang có những thứ tốt nhất rồi mà người ta không có, đúng không? Thế thay vì chửi thì mình sẽ nói to, thay vì chửi thì mình sẽ khoe. Đúng rồi, khoe không phải để làm cho bản thân mình nó oai oách đâu cả nhà, mà làm một là chứng minh rằng là tôi làm được này. Cái số 2 này, này mấy chú nhìn vào đây mà học tập. Học tập thì cuộc đời của người ta tốt hơn. Bạn mình suốt ngày rồi mình nhậu nhẹt thì thôi, nếu nó không phải mục tiêu của mình. Tìm đến đám bạn nào mà chỉ nói đến thứ mà mình đang quan tâm thôi. Ví dụ như mình đang muốn kiếm tiền thì chơi với cái người mà rất giỏi kiếm tiền. Thà là thằng bét của top đầu
còn hơn là làm thằng đầu của tốt bét. Xem bây giờ về nhà kể danh sách bạn ra, xem bao nhiêu thằng đang kiếm được nhiều tiền, những thằng mình hay chơi với nó này các bạn. Bạn đang khó khăn trong kinh doanh, bạn chán quá, stress quá, bạn gặp bạn, bạn mình lại bơm cho mình một hai phát thôi, thôi bỏ mẹ đi, nhìn cái mặt mày thế tao cũng buồn cho mày, thôi bỏ đi, đi làm giống tao đây này, công việc ổn định, ngày làm 8 tiếng, ngồi văn phòng, lương tháng 15-20 triệu, ngon lành, chả phải suy nghĩ gì. Bỏ đi, đừng kinh doanh nữa. Bạn mình nó khuyên mình đấy. Còn đi gặp thằng bạn tốt ấy, thằng bạn giàu, thì nó sẽ tư vấn cho mình cách để làm giàu. Mình không có tiền, con của mình không có sữa, gia đình của mình không có tiền. Cuộc sống như vậy vui hay không vui? Đừng để đến lúc con của mình nó ốm yếu, nó cần một cái gì đó mà mình không thể có để cho nó. Lúc đấy chỉ có ngoài mấy cái câu tiếc nuối thôi. Biết thế ngày xưa mình làm, biết thế ngày xưa mình làm cái này, biết thế ngày xưa mình làm cái kia. Đừng để đến cái lúc mà bố mẹ mình già ốm rồi, nằm viện rồi, mình cũng chẳng tiền để lo, không có tiền để lo lắng cho bố mẹ. Lúc đấy chẳng có gì ấy, ngoài khóc. Con thương bố mẹ lắm, thương bố mẹ lắm, bố mẹ đừng bỏ con. Thương thế, khóc như vậy, bố mẹ mình có tỉnh được không? Bây giờ nha, tôi hỏi này, bạn có sống được ngày mai không? Cứ mỗi lúc bạn mở mắt ra thì đều là hôm nay cả. Có đúng là như vậy không? Vậy khái niệm về quá khứ và ngày mai là không có tồn tại, không bao giờ có. Bạn chỉ sống những lúc bạn mở mắt. Có đúng là như vậy không? Và những lúc bạn mở mắt, nó là hiện tại hay nó là tương lai? Nó là hiện tại. Vậy đừng hứa ở tương lai, chỉ cần tốt bây giờ thôi. Ngay bây giờ tốt, đúng không? Bởi vì cuộc đời chỉ có mỗi khái niệm là ngay bây giờ, không có tương lai. Và chúng ta có một khái niệm, đó là gì? Kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ. Năng lực nào, tầm nào thì mới đạt được cái điều đó? Đó là khi sức chứa của mình thế nào cả nhà. Nó rất lớn rồi. Và những người khác họ sẵn sàng làm việc cùng mình, họ yêu thích được làm việc cùng mình, họ sẽ làm từ sáng đến đêm, họ sẽ làm từ ngày này đến ngày khác, đúng không ạ? Và việc kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ của chúng ta, nó trở thành hiện thực. Còn khi chúng ta nhỏ bé quá, chúng ta là nhất, chúng ta là giỏi nhất, không có ai giỏi hơn chúng ta được, thì chúng ta sẽ phải làm từ A đến A, làm tận. Và lúc ngủ mà không làm thì sao? Có tiền không? Không bao giờ có. Thế cho nên phải kiếm tiền nhé. Làm cái gì thì làm, nhưng phải xây dựng lên được một cái mô hình nào đó mà kiếm được tiền ngay cả khi, ngay cả khi. Rồi, hai file là kiếm được tiền ngay cả khi đang ngủ. Tôi học những cái người là tôi phải chọn, họ phải là người mà kiếm được tiền đã. Tôi không đi nghe mấy ông tào lao. Đấy là chia sẻ thực tế. Mọi người bảo học, học nữa, học mãi, học cái gì cũng học. Nhưng mà người nghèo nói tôi sẽ không nghe. Vẫn câu nói đấy, người giàu nói tôi sẽ nghe. Còn mấy ông nghèo thôi đi. Ông nghèo sớt, gọi là nghèo nghèo cái gì nhỉ? Rớt một thời. Ông đi khuyên người khác làm giàu, nghe sao được. Chúng ta đang bị như vậy đấy. Bạn đang trên con đường làm giàu, và bạn đang được những người cạnh bạn khuyên. Không biết họ có rớt mồng tơi không, nhưng cũng phải gọi là rơi nước mắt nhiều đấy. Người ta bảo là nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt. Thế mới nói là nhiều ông ở ngoài kia nghĩ như giáo sư luôn. Bắt đầu phân tích này, tính toán này, lên kế hoạch này. Kế hoạch dài 1 trang này, 2 trang, 10 trang A4. Kế hoạch rất nhiều, nhưng hỏi làm chưa? Và chưa làm gì cả. Sao chưa làm? Nhưng mà nhỡ không giống như thế thì sao thầy? Nhỡ mất tiền thì sao thầy? Mà nếu mà nhỡ như thế thì bỏ hết đi, đừng có ý tưởng làm gì hết cả. 20 tuổi bắt đầu ý tưởng, 40 tuổi vẫn ý tưởng, 60 tuổi vẫn ý tưởng, không làm gì cả. Mọi người hỏi thầy, em có ý tưởng làm cái này làm cái kia được không? Thì tôi chưa cần nghe ý tưởng của bạn, tôi bảo làm đi, làm đi. Bởi vì làm ấy,
thì đúng, mà sai thì sai. Sai thì thế nào cả nhà? Làm lại luôn. Thế tiếp tục kiểu gì nó cũng ra cái đúng. Mọi người thì có cái tâm lý của thế hệ trước rồi. Từ thuở mình nghèo đi lên ấy là phải tiết kiệm, đúng không? Và ở những thế kỷ trước thì người ta cũng phải nói là cần kiệm liêm chính. Bởi vì thời điểm đấy là những nguồn lực nó ít quá, ăn còn không đủ lấy đâu ra tiền. Thế cho nên các ông phải tiết kiệm. Nhưng thời đại này có ai thiếu ăn nữa không cả nhà? Chẳng ai thiếu ăn nữa cả. Cho nên không cần phải tiết kiệm nữa. Mà việc của mình đó là phải dùng nó để phát triển kinh tế này. Các bạn hiểu không? Không tiết kiệm mà đầu tư. Bạn đang buồn ư? Nhiều tiền. Bạn bị người yêu bỏ ư? Nhiều tiền. Bạn đang bị gia đình chửi bới phỉ báng ư? Nhiều tiền. Bạn đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống? Nhiều tiền. Cứ nhiều tiền lên một cái thôi là bạn sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Khi bạn không có tiền ấy, bạn mà ngồi khóc thì hình ảnh của bạn ra sao? Tóc tai bù xù, ngồi vỉa hè, ngồi khóc một cái góc tăm tối nào đó. Khi bạn nhiều tiền thì sao? Bà mới bắt vé máy bay bà sang Thái Lan, đúng không? Bà du lịch, vừa du lịch vừa khóc có được không cả nhà? Đúng không? Bắt vé máy bay bay sang Paris, đúng không? Ngồi ở chân tháp Eiffel mình khóc có được không? Có trong đầu sẽ có trong tay. Nó là câu trả lời cho các bạn. Liệu tôi có thành công được hay không? Thì tôi hỏi bạn này, trong đầu của bạn có sự thành công như bạn muốn chưa? Bởi vì phải có ở trong đầu thì mới có ở trong tay. Thế giới thực tế này nó vận hành bởi những gì ở trong đầu của chúng ta. Là những gì không nói được trước mặt thì đừng có nói sau lưng. Khi mà bạn bình phẩm với ai đó, bạn kể câu chuyện gì đó thì bạn hãy nghĩ là người ta đang ngồi trước mặt mình, người ta nghe đây này. Nếu mà không nói được trước mặt người ta thì đừng có bình phẩm sau lưng họ. Mình phải có tư duy là không nói xấu người khác, không nói xấu sau lưng thì mình mới rèn luyện được ngôn ngữ. Thì lời nói của mình nói ra nó mới cẩn trọng hơn, tốt hơn. Người khác sẽ đánh giá mình cao hơn. Tức khi bạn nói xấu một ai đó thì người ta hiểu rằng là có thể ở một nơi khác bạn cũng nói xấu chính họ như thế. Hoặc là nếu như khi mà cái người mà bạn nói xấu sau lưng ấy, người ta nghe được cái thông tin từ bạn ấy, người ta không còn tôn trọng bạn nữa, không còn thích bạn nữa, cũng ảnh hưởng. Đấy, và có những cái thì mình rất thích nói nhưng mà mình phải nghĩ kỹ là có nên nói hay không. Có một cái câu này để anh em có thể tư duy này. Những cái việc gì mà mình nghĩ là nên nói hay không nói thì tốt nhất là không nói. Còn những việc gì mà mình nghĩ là nên làm hay không làm thì tốt nhất là làm. Đấy, cái đấy là mang ra để tư duy thôi nhá. Mang ra để tham khảo thôi nhá. Chứ đừng nhất quyết trường hợp nào cũng thế là chết đấy. Có cắm sổ đỏ để tất tay không, anh Đức dạy là các bạn đừng bao giờ để mình rơi vào cái trạng thái là tư duy của nạn nhân. Tư duy nạn nhân là như nào, là nó hay nói rằng là tại môi trường, rồi tại anh, tại chị, tại khách hàng, tại chính phủ, tại chính sách, tại thời tiết, tại mọi thứ. Nhưng mà có một thứ duy nhất là tại mình thì không thấy nói. Thế đừng bao giờ để rơi vào tư duy nạn nhân. Tư duy phải chịu đựng. Tại vì nó xấu tính cho nên em làm với nó em khó chịu. Thế mình không cho đi nhiều hơn, mình không nghĩ thoáng lên. Mình bao dung với mình ở tâm ông chủ ấy. Dù mình đến đâu, dù mình ở đâu, dù mình làm gì, làm công việc gì, mình làm với ai, mình hãy luôn nghĩ mình là chủ. Ví dụ nếu mình là chủ, đến công ty, thấy công ty bẩn thì cầm cái chổi lên mà quét. Thấy nó bừa bộn mà dọn được cái nào thì dọn nó gọn vào, thì đấy là chủ. Hay trong một mối quan hệ cũng thế. Ví dụ bạn mình với mình mà đang mâu thuẫn, đang chưa giải quyết được, thì nếu như mình tư duy mình là chủ, còn nó là nhân viên, thì mình sẽ không ngang hàng với nó nữa, không chấp nó nữa, sẽ có thể cho nó được nhiều hơn, thì cuộc sống nó lại nhẹ nhàng hơn. Đấy, hoặc là nghĩ đơn giản là nếu mà trường hợp này, ví dụ là nếu mình là sếp thì mình sẽ làm gì. Hoặc ví dụ bây giờ sếp của mình đang là anh Đức chẳng hạn, thì trường hợp này anh Đức anh sẽ xử lý như nào? Có cáu không? Có quát không? Có sân si không? Đấy, tư duy ông chủ này nó cũng đi kèm với một cái là thà là ngu hẳn thì để người ta thương, còn hơn dở ương ương thì người ta ghét. Tức là khi bạn đến một nơi mới, một tổ chức mới, thì hãy mang một cái tâm thái chiếc ly rỗng. Chiếc ly rỗng là chiếc ly không có nước, và khi người khác đổ nước vào đó thì bạn
sẽ nhận được trọn vẹn lượng nước đó. Còn nếu như trong cái ly ấy, đã là có nước sẵn như này này, nếu như bây giờ bạn mang một cái ly có nước sẵn, ví dụ đến làm việc tại Tan Home mang một chiếc ly có nước sẵn như này, nhưng mà anh lại rót vào đây nó là coca chẳng hạn, thì đây nó thành một cái nước mà không phải nước lọc cũng không phải coca, không uống được. Và có một cái từ mà anh đã bảo các bạn là nhất định cuộc đời này phải bỏ đi, đừng bao giờ nói đến nó, đừng bao giờ dùng nó nữa ấy. Đấy là từ gì nhỉ? Tôi biết rồi. Từ đấy được thay bằng từ gì anh em? Tôi hiểu rồi. Ví dụ anh chị đang định đào tạo cho bạn một cái cách làm khách mới. Cái này em biết rồi. Em cũng làm theo chị rồi. Em làm theo anh rồi. Em làm từ trước khi anh bảo. Nếu mà như thế thì sau này các bạn không được dạy nữa đâu. Không ai muốn dạy nữa đâu. Người ta không muốn đào tạo thì mình rất là khó phát triển. Cái ông mà không làm được gì mà mặt cứ vênh lên tinh tướng thì xong bảo là em là phải làm theo cách của em. Loại đấy là vo tròn bóp méo rồi nó là cục đất sét thôi. Ví dụ gặp một cái vấn đề đấy rõ ràng là mình cũng đã biết rồi, mà người ta hỏi là em biết vấn đề này chưa, thì mình cứ khiêm tốn mình trả lời rằng là vấn đề này em cũng đã được nghe nhưng mà em chưa hiểu lắm, thì anh có thể chia sẻ thêm để em hiểu hơn. Đấy, bởi vì có khi người ta dạy mình lại học được cái mới, hoặc là kết hợp với những điều mình đã biết thì mình lại học được cái mới. Có câu là trong một tập thể thì nó có cái nguyên lý là nguyên lý con ngựa lười. Chị nghe câu chuyện này chưa? Nguyên lý con ngựa lười nó là như này: có hai con ngựa kéo xe thì một con nó mới nghĩ là như này, nếu mà mình tỏ ra khỏe mạnh thì ông chủ sẽ bắt mình kéo hàng nhiều lắm, nên nó giả vờ yếu kéo được ít thôi. Thế là ông chủ mới thấy đúng cái con ngựa này nó kéo được ít thật, thế là mới mang hết hàng ở bên xe bên này đặt chất sang con ngựa kia. Thế con ngựa này nó mới nghĩ là chết cha mày chưa, đấy tao bảo mà càng khỏe thì càng phải kéo nhiều, thế là nó lại càng tỏ ra yếu hơn. Thế là ông chủ lại sang bước hàng của con yếu cho con khỏe thêm, thì con khỏe càng phải kéo thêm nhiều hàng, thế con yếu càng đắc thắng thì càng giả vờ yếu hơn nữa. Thế là ông chủ mới chất hết hàng sang con khỏe, thì xong ông mới thịt con yếu luôn. Ông bảo bây giờ một con cũng kéo được bằng này thì tôi giữ hai con tôi nuôi làm gì. Thì đấy là nguyên lý con ngựa lười trong kinh doanh, tức là nếu như mà trong một đội nhóm mà cái vai trò của mình thể hiện ít mà mình mà vẫn đang được hưởng thành quả như các anh em, thì cẩn thận một ngày rồi mình cũng sẽ bị thịt đấy. Tức là mình luôn có tư duy là mình phải cống hiến thật nhiều. Cái giáo dục của con mình với giáo dục của con thằng nhà giàu nó khác hoàn toàn. Đôi khi nó láo là bố mẹ nó cho nào. Nhà giàu nó đâu có cần phải mày giỏi đạo đức, mày giỏi giáo dục công dân đâu. Năng động lên con, nghịch ngợm đi, thoải mái đi, đúng không? Không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật, thế là đủ rồi. Chúng ta cứ xem nghiên cứu của những ông tỷ phú cũng chia sẻ về dạy con. Tất cả đều rất thoải mái với con cái. Nghịch ngợm, tẹt ga, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật. Ông Donald Trump có biết là ai không? Có biết là ai không ạ nhà? Người đàn ông quyền lực số 1 thế giới bây giờ, đúng không? Một câu nói của ông ấy là thay đổi cả thế giới. Nguyên tắc dạy con là gì? Không uống rượu, không hút thuốc lá, không xăm trổ, không vi phạm pháp luật. Còn lại mày thích làm gì thì làm. Thế không có cần phải làm bắt mày phải ngoan không? Có cần phải ngoan không cả nhà? Không cần. Nhưng với chúng ta thì thường dạy con là gì? Con phải ngoan. Gặp người lạ thì phải dạ và vâng, đúng không? Ví dụ như với con tôi không cần. Nếu mà ông tốt với nó thì nó khác tự dạ và vâng. Ông nhìn mặt nó, ông chả chào nó, vậy bắt nó chào ông. Thì đấy, đôi khi cũng chả phù hợp lắm. Rất hâm mộ anh, cho mình hỏi con bạn học ở trường giỏi không bạn? Con của mình đến bây giờ, một đứa là gần 3 tuổi và một đứa là gần 2 tuổi. Chưa đi học ở trường. Nhưng mà với cái tư duy về mặt là học tập của con cái của mình thì mình cũng chỉ cần nó ở tầm khá thôi là đủ rồi. Không cần nó giỏi. Đấy là chia sẻ thực tế. Nè, bởi vì trải nghiệm cá nhân của mình thấy được là rất nhiều người học giỏi ở trường xung quanh nhà mình, học giỏi ở trường đi thi tỉnh rồi là đi thi đi học đại học ở những trường rất xịn các bạn, nhưng đến bây giờ thì họ lại đi làm những công việc rất ổn định và an toàn. Còn bản thân của mình là học ở trường, mình thuộc dạng là học khá nhưng mà không phải dạng là người tập trung vào học mà chơi ấy. Tập trung và chơi và vận động nhiều hơn, xã hội nhiều hơn. Đấy, cho nên sau này mình ra mình có cái gọi là cái tinh thần nó vươn lên, phấn đấu nhiều hơn, chịu đựng được những cái khó khăn nhiều hơn. Đó các bạn, thế cho nên là đối với hay là trong họ hàng nhà mình cũng thế. Rất là nhiều những người đi học đại học này học kia rất giỏi, và những năm đi học của họ ở trường lớp là giỏi, vô cùng giỏi, kể cả ngoại ngữ giỏi luôn. Nhưng đến bây giờ thì mình nhìn về cuộc sống của họ thì nó bình thường. Nó rất là bình thường, thậm chí có những người còn khó khăn. Và mình nhìn dẫn ra là trong cái khách hàng của mình,
mình đã làm việc và rất là nhiều người cũng y hệt như vậy. Đấy, thì cho nên là với mỗi một cái cá nhân chúng ta sẽ có triết lý giáo dục con cái khác nhau, mà đối với bản thân mình thì khá thôi là đủ rồi, đúng không? Không cần phải đua với ai là học ai giỏi hơn ai, không cần phải đua điều đó. Nhưng mà ra xã hội ấy, làm sao để nó có cái bản lĩnh, làm sao để nó mạnh mẽ, nó đương đầu được với cả những cái khó khăn ở ngoài đời, cái đấy mới điều quan trọng. Làm thế nào để nó không có tiền trong túi mà nó vẫn sống được, đấy là cái điều mà mình cần phải gọi là hướng cho nó, đúng không? Và tạo ra cái môi trường để làm được cái việc đó. Trong đầu thì đầy suy nghĩ mà trong tay thì không có tiền. Cái người thành công và thất bại nó khác nhau ở điểm đấy. Ai trong đầu nó cũng có suy nghĩ cả, và ai trong tay cũng không có tiền. Cái ông nào mà sau này có tiền thì đơn giản là ông ấy sẽ không nói câu chuyện là trong đầu đầy suy nghĩ mà trong tay không có tiền. Người ta sẽ nghĩ cách là làm thế nào để có tiền, đúng không? Làm thế nào để có tiền, làm thế nào để có tiền, chứ không phải theo cái kiểu đổ lỗi như vậy được. Nếu bây giờ mà ai cũng có tiền sẵn ấy, thì việc gì phải đi kinh doanh nữa, cứ mang tiền mà đi tiêu. Và nó đâu có cái sự khác biệt gì giữa người với người đâu. Suy nghĩ thì ai cũng giống nhau, đúng không? Còn cái hành động thì sẽ khác nhau. Đời bạn nào chưa trải qua năm ông thầy thì thua. Ông thầy thứ nhất là thầy trên bục, thầy thứ hai là thầy chính mình. Mỗi sai lầm là một ông thầy xuất hiện. Người thầy thứ ba đó là bạn mình, và thầy thứ tư là thần tượng, và người thầy cuối cùng á, sách và internet. Đi làm, tiết kiệm, gửi ngân hàng rồi lại đi làm, anh nghĩ sao về việc này? Thì đây là một cái thói quen, đúng không, của người Việt chúng ta được dạy dỗ rất nhiều đời nay rồi. Đó là đi làm kiếm tiền rất khó, cho nên rằng phải tiết kiệm để về già. Và cái số 2 nữa là gửi ngân hàng là an toàn nhất. Thì để chia sẻ với nhà mình được rằng là đi làm và tiết kiệm cho tuổi già là hoàn toàn đúng. Nhưng nếu chúng ta có một cái ước mơ là tôi sẽ thành công thật lớn, tôi sẽ giàu có thật nhiều, thì đi làm và tiết kiệm chưa chắc đã phải là cái cách tốt nhất cho chúng ta. Mà là chúng ta đi làm và tích lũy được tiền bạc, sau đó là đầu tư. Đấy, đầu tư trước tiết kiệm sau, nếu mà chúng ta muốn giàu. Còn chúng ta muốn là an toàn thôi, cuộc sống bình thường thôi, thì chúng ta vẫn làm theo quan niệm cũ, đó là đi làm và tiết kiệm. Còn chúng ta muốn có một cái cuộc sống nó mới, đúng không ạ, thử thách hơn, mạo hiểm hơn và thành công, thì chúng ta sẽ phải đi theo hướng ngược lại, đó là đi làm để tích lũy được tiền bạc. Có vốn rồi thì đầu tư để làm ăn. Và nếu chúng ta tài giỏi, có năng lực, có kiến thức, có kinh nghiệm, thì chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng được trong cái cuộc chơi đó là kinh doanh và đầu tư. Đó các bạn nha. Và cái số 2 nữa, nó là gửi ngân hàng. Để chia sẻ với nhà mình rằng là cái người có tiền ấy, người ta sẽ biết tính một cái phép tính, đó là gì? Gửi ngân hàng, lãi suất tiền gửi được bao nhiêu? Ví dụ như trung bình một năm có được khoảng tầm là 7%. Đấy là thời điểm trung bình nha, còn tùy từng thời điểm thực tế là bao nhiêu. Thì 1 tỷ mình gửi vào ngân hàng thì một năm mình được 70 triệu. Trong khi người làm kinh doanh và đầu tư thì họ biết được rằng là 1 tỷ đấy họ đầu tư hoặc họ làm ăn thì trong một năm đấy hoàn toàn có thể ra cho họ 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, tùy vào từng cái cơ hội của họ, đúng, và cái cách mà họ làm để đạt được điều đó. Đấy, cho nên là hai cái quan niệm này bạn có thể lựa chọn. Một là mình muốn an nhàn thì mình vẫn đi theo cái hướng là đi làm, tiết kiệm, gửi ngân hàng và lại đi làm tiếp. Cả đời mình cứ như thế. Còn mình muốn đi theo cái hướng mà mạo hiểm hơn một chút, đúng không ạ, khó khăn hơn một chút nhưng đạt được thành quả nó lớn hơn, thì đi theo con đường đó là đi làm tích lũy vốn, sau đó đầu tư làm ăn kinh doanh các bạn nha. Người thành công nó đã phải hành động khác thường rồi, đúng không? Bây giờ phải tin tưởng vào những thứ đó một cách điên rồ, bởi vì những người xung quanh của bạn ấy, kiểu gì thì kiểu bây giờ tôi muốn kiếm 1 tỷ mỗi tháng, thì người ta bảo thôi, bình thường lại, đúng không? Bình thường lại đi. Chứ mấy pha muốn kiếm 1 tỷ mỗi tháng mà toàn đốt nhà thôi, đúng không? Toàn mang nợ về nhà thôi. Thế khi đó những người xung quanh mình họ sẽ kìm hãm bạn lại. Và nếu bạn không đủ cái sức mạnh, tôi gọi ở đây nó là điên, nếu bạn không đủ điên thì bạn sẽ theo những người bình thường đó, và bạn cũng sẽ trở nên bình thường thôi. Bất cứ một người giàu nào đều rất điên. Đấy là điều thực tế.
bất cứ một người giàu nào đều rất điên. Khi mà bạn muốn có một cái ô tô, bạn muốn trong nhà của bạn có một cái ô tô, thì việc đầu tiên bạn cần phải làm là gì? Việc đầu tiên là nghĩ đến rằng tôi sẽ có cái ô tô. Khi bạn chuẩn bị mua ấy, cái cảm xúc về ô tô của bạn rất mạnh liệt. Xem suốt ngày, ngắm suốt ngày, kể cả là bạn đi mua xe máy hay bất cứ cái điều gì. Đâu, trước cái ngày mua của mình nào đang ngắm này, xem review ở trên mạng này, đọc thông tin để tìm hiểu ở đâu bán, giá bao nhiêu, đang có chương trình khuyến mãi gì không. Tức là tự dưng là cái suy nghĩ của mình nghĩ rất nhiều đến cái thứ đó. Những cái người mà nghĩ là tôi sẽ có ô tô thì những người đấy sẽ có ô tô. Những người nghĩ là tôi sẽ không có ô tô thì những người đấy sẽ không bao giờ có ô tô. Trong nhà mình nếu có cái ô tô, tức là bạn đã từng nghĩ đến việc là bạn có nó, đúng không? Chứ chả có nào mà tôi ghét ô tô lắm. Nói trong nhà có ô tô, không bao giờ có. Vì sao người ta lại giàu? Người giàu đơn giản vì cái điều này, là họ khi đã xác định làm bất cứ thứ gì thì họ xác định mục tiêu của họ là phải đạt được kết quả, là phải chiến thắng, cho dù phải trả giá, cho dù phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ, tiền bạc, thời gian, xương máu, họ vẫn làm. Còn vì sao người ta lại nghèo? Thì đơn giản là cơ hội tới thì họ sợ hãi rằng là thất bại thì làm sao, người khác đánh giá về họ thì làm sao, đúng không ạ, nhớ mất tất cả thì làm sao. Và điều đó làm cho họ không dám chớp lấy cơ hội, phải ngồi im ở cái vị trí mà họ đang ngồi, dẫn đến cái việc nếu họ đang ngồi ở cái nơi nghèo khó thì họ mãi nghèo khó. Ôi, mùa dịch khó quá. Hay mùa này kinh doanh khó quá mày ạ. Bên mày có tốt không? Bạn bảo thì dịch ảnh hưởng chung mà, đâu có gì đâu. Tao cũng thế. Thế hai đứa mình bắt đầu thế chắc tại mùa dịch nó thế. Người giàu nó ngồi với nhau, có cái cách nào để tăng được doanh số cái mùa này nhỉ? Có cái cơ hội gì để mình kiếm được nhiều tiền trong cái mùa này nhỉ? Hai mẹ kia là an ủi với nhau. Còn đây hai mẹ này đã bắt đầu nó nghiên cứu, nó tìm cách để giàu hơn. Và cái chị mà tôi vừa đi khai trương Vũng Tàu cả nhà, trong mùa dịch chị đăng ký học, học qua khóa học online của tôi thôi, tăng từ 80 triệu đến 350 triệu trong 3 tháng liên tục. Mùa dịch số 1 Phan Thiết. Thế các bạn tưởng tượng là người giàu nó nhìn vào cái cơ hội, bạn của mình cũng sẽ luôn luôn có những cơ hội và giới thiệu cho mình. Người nghèo nó nhìn vào khó khăn và nó cũng động viên mình nghèo giống như họ. Có trong đầu sẽ có trong tay, nó là câu trả lời cho các bạn. Liệu tôi có thành công được hay không? Thì tôi hỏi bạn này, trong đầu của bạn có sự thành công như bạn muốn chưa? Bởi vì phải có ở trong đầu thì mới có ở trong tay. Thế giới thực tế này nó vận hành bởi những gì ở trong đầu của